Rồi ok anh em, thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 ha. Thì em còn mớ than này bán sale rẻ luôn cho anh em ha. Thì cái này em bán 200 ngàn con nha anh em. Còn mấy cái con nó bị lỗi ở trên hàng trên á, lỗi mắt hoặc là lỗi móng thì em bán rẻ luôn 150 con nha. Lỗi móng lỗi mắt 150 con. Mấy cái con mà nó bị nặng thì em sẽ bán là 100 ngàn con nha anh em. Đó. Thì anh em nào mình đang cần hàng lỗi hoặc là hàng bình thường, hàng rẻ, lông xấu thì mình cứ bắt đợt này ha. Thì em bán là 200 ngàn con. Đó, than đây em còn cái tầm 50 năm mấy con hả anh em. Đó, nên anh em mình nhanh tay thì bắt ha. Rồi ok anh em, để em quay từng con cho anh em coi. Những cái con nó đặc sắc thì em quay cho mọi người coi ha. Có gì anh em thích thì bắt ha. Ok. Con trong 75 này cánh trắng rất nhiều ha. Lông hơi xấu một xíu. Thì hầu như là mấy cái con này là lông rất là xấu nha. Vì nhà phải nuôi lông lại hết nha. Chim đang thay lông đó mọi người. Thì về nhà anh em nuôi lông lại, chăm lông lại, qua mùa sau là đẹp lại liền. Rồi ok, những cái con nó bị lỗi mắt như con này nè anh em, thì em bán 100.000 con luôn nha. 100.000 con vậy anh em thả ở bên trên cũng được nha. Đó. Đó. Đây anh em coi con nào thấy không. Con này rất là đẹp nè, con này lông rất là mới. Đuôi hơi xấu một xíu thôi. Đó anh em. Đó ok, anh em bắt những cái con này nhà mình nuôi lông lại là kia nó đẹp liền ha. Con này cũng rất là đẹp nè, 122 nè. Rất là tỉnh chim ha. Để em coi coi. Đây, 68 cũng rất là đẹp nè anh em. Đầu nó hơi chạy xíu nha, 68. Đó. Con này có mở cánh luôn rồi anh em. Đây, con số 2 này cũng rất là đẹp nè. Đó. Anh em con số 73. Con này là nó có hót sổng luôn rồi nè anh em. Nó có hót sổng luôn. Nhưng mà em đứng em quay không có kịp anh em. Lúc mà mình canh mình quay thì nó không hót. Mình đi nó hót anh em. 73 nha. Đây con này rất là nhỏ nè. Ai thích chơi bồ cao bắt này ha. Nó gần được bồ cao thôi chứ nó lớn xíu nha. Lớn hơn bồ cao một xíu. Đó. Con 114 này cánh trắng rất nhiều nè. Đó con 114 ha. Cánh trắng rất là nhiều mà lông đuôi hơi xấu ha. Đó. Đây mấy con cục đuôi này là bán 150 con hết nha anh em. Cục đuôi bán 150 con nha. Đó, cục đuôi lông xấu lại bán 150 hết nha. Lông mà nó xấu á lại bán 150 con hết ha. Đây những con này rất đẹp nè. Con này hơi ốm nha anh em. Con này con 66. Hơi ốm chim nhưng mà cái khung nó cũng khá to đó. Đó, đây con này rất đẹp nè. Đó, con này rất đẹp ha. Con này cũng rất đẹp nè. Con này con 60 nha anh em. Đó. Đây. Đây con 64 luôn. Tính vàng á, tính vàng á. Đó anh em ha. Đó thì anh em nào mình thích con nào thì mình cứ nhắn cho em ha. Thì một con bình thường em bán 200.000 ha. Đó, bữa nay hôm nay là ngày 5 tháng 5 thì em bán 200.000 con. Còn mấy con mà bị lỗi lông đuôi đồ xấu, lỗi mắt, lỗi mỏ đồ thì em bán là 150 nha. Những con mà nó bị nặng quá thì em bán 100.000 cho anh em về chơi luôn nha. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, lên cho anh em con cho màu ha. Con này là mồng đá lân. Mồng đá lân nha anh em. Yếm sâu ha. Chim hiền ngắn đòn. Con này hơi ngắn đòn xíu. Đó, con này chơi rất là ok nha anh em. Dòng sổ tất cả đều rất ok hết. Nhưng mà con cái là lâu lâu nó hơi bị ngước một xíu. Lâu lâu nó ngước nha anh em. Thì con này em bán xả luôn nha. Con này em bán lại cho anh em là 1 triệu nha. Con này nha. Lâu lâu nó có ngước nha anh em. Chim lâu lâu có ngước nha em, có nói lại nha. Lâu lâu nó có bị ngước nha. Con này thì chơi rất là ok ha. Rất là lì chim luôn á. Nhưng mà có cái là lâu lâu chim nó hơi ngước xíu. Thì anh em mà mình chơi nhà mình nghe hót thì bắt này về chơi ha. Đó con này thì em bán 1 triệu ha.
nãy treo trên kia nó sổ với trên em, đem qua đây có mình nó đứng luôn rồi. Thì cái này là bổi một mùa rồi nha anh em, chim bổi một mùa nha. Đó, dáng chim rất là ok luôn ha. Đó anh em thấy không, nó nhảy lâu lâu nó quảng nó mới bậy thôi anh em, chứ không phải là lúc nào nó cũng bậy nha. Giống như con bọi nó sợ nó nhét á thì nó bậy thôi, chứ bình thường nó nhảy bình thường nó là không bậy nha anh em. Đó rồi ok anh em thấy con này mấy triệu ha. Rồi ok anh em, đây là con than luôn anh em, than mùa nha anh em. Con này đang thay lông, con này thì em bán 1.800.000 nha anh em. Con này là hot rồi luôn nha, hot rất nhiều nha. Đó thì em bán cho anh em là 1.800.000 nha. Anh em nào mình muốn tìm than mùa thì cứ bắt con này ha. Con này rất là ok ha. Con này tướng khá to đó anh em. Con than mùa tướng rất to ha. Đó thì anh em nào mình chơi bắt con này ha. Con than mùa là 1.800.000 nha anh em. Đó, than mùa là 1.800.000. Con này là chim ba mùa rồi nha anh em. Đó. Con này chơi nó ở đây, nó hót ở đây là em chưa thấy xù nha anh em. Nó chơi ở đây là hầu như nó kè vô là em chưa thấy nó xù lần nào á. Đó, con than này nha. Rồi ok anh em, thì con than là 1.800.000 nha. Đó, còn con chào màu là 1.000.000 nha. Con chào màu bán giá rẻ luôn 1.000.000 nha anh em. Lâu lâu mới bị một lần thôi, 1.000.000 nha. Đó, em kè thử cho anh em coi ha. Đó. Con này em về nuôi lông lại là rất là đẹp ha. Rồi đó, chưa. Rồi con này nó mới về thanh long, nó mới đem thanh long nhưng nó chưa có lửa. Nên lúc nó thích hót thì nó hót, mà lúc nó không thích hót thì thôi ha. Đó, con này là 1.800.000 nha anh em. Rồi ok anh em, nên là chốt con này thì cứ nhấn kèm ha. Đó, con chà màu thì 1.000.000 ha. Còn con này là 1.800.000 ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip cho em ha.